việc học, em đi về nhưng mà đi ra tới cửa cái tự nhiên bạn nó lôi em lại để em vô trong trường luôn. Ôm với là bạn nó ôm em hả? Rồi tới gì nữa? À, tự nhiên lúc đó em rung anh. Rồi em có làm gì nữa không? Em lúc đó em đờ. Là lúc đó là hôn đầu tiên của em nụ hôn đầu tiên luôn á hả? Dạ đó. Vậy là nụ hôn đầu tiên bị ép buộc đúng không? Bị cưỡng hôn hả? À, gần như là vậy đó chị. Mà sao nữa? Nhưng mà cảm thấy nó đã. Giờ có thích cưỡng hôn nữa không? Dễ sợ. Dạ giờ vẫn thích hôn anh. Rồi. Chúng ta sẽ nghe bạn nữ bên kia giới thiệu. Rồi, em giới thiệu đi em. Dạ, em tên là Lý, em năm nay 26 tuổi, quê ở Tây Ninh. Em là nhân viên văn phòng ở quận Tân Bình. Rồi, bạn trai mình giới thiệu về mình á. À, em tên là Nguyễn Hùng Cường, em đến từ Bình Thuận, năm nay em 27 tuổi. Và hiện tại thì em đang làm nhân viên IT tại công ty cổ phần công nghệ phần mềm NGS. Cũng ở gần cái công ty của bạn bên kia luôn, không biết là bạn ở Tân Bình mà bạn ở đường nào bạn? Dạ, ở Cộng Hòa. À, mình cũng ở Cộng Hòa luôn, mình ở chỗ tòa nhà Skate Bar. Dạ không biết. Hỏi tiếp đi, hỏi tiếp đi. Đang hay mà, tiếp tục đi. Hỏi có gì thân quen nữa không? Bạn ở Tây Ninh, bạn có ở gần núi Bà Đen không? Dạ cũng gần gần. Mình cũng biết Tây Ninh nhiều rồi nhưng mà chưa có đi núi Bà Đen lần nào hết. Hy vọng lần này có cơ hội để xuống núi Bà Đen để khám phá núi Bà Đen. Vậy mà tưởng đâu ở Sài Gòn cũng gần, ở Tây Ninh gần luôn chứ. Thì nhắc tới Bình Thuận thì em nhớ tới gì địa danh vậy ha? Bình Thuận Tân Cát. Cát hả? Dạ. Đồi Cát ở Đồi Dương cũng rất là đẹp. À, nhưng mà anh thì không phải ở đó. Quê anh ở Bình Thuận nhưng mà anh lại ở Đức Linh. Cái vùng của anh á thì nó chủ yếu là đồi núi. Và Bình Thuận, em thấy cái Bình Thuận, cái địa danh đó em cảm thấy rất là tự hào về quê hương mình. Nó có cái tên rất là dễ thương. Ví dụ như em ở là xã Đức Hạnh, gần đó thì có Đức Tài, rồi Đức Tín. Rất là hay. Nếu mà có dịp nào đó thì mời Lý về Bình Thuận chơi. Dạ. Rồi hôm nay Lý đến đây tìm một người yêu như thế nào? Dễ thương, tròn tròn chút xíu. Bạn ở đây mập dữ lắm luôn. Hình như bạn 90 mấy ký á. Khoảng 92 được không bạn? Dạ thôi 70 được rồi anh. Mới nói thích tròn tròn mà. Cũng vừa vừa thôi anh, Quyền lên rồi. Điểm gì không thích? Hút thuốc. Biết hút thuốc không bạn? Dạ không, trước giờ em chưa hút thuốc. Dạ đặc biệt là con trai có khuynh hướng bạo lực. Em rất là sợ vậy. Đừng có giữ quá, nãy giờ thấy bạn này nói nhiều quá. Đâu nói nhiều chứ đâu có giữ. Nói nhiều chứ chắc giữ. Nói nhiều chứ mình nạt cái nín mà. Em nghĩ là nam nên nhường bạn nữ chút xíu. Nhiều khi tính mình cũng điên điên lên, mình cũng cào cấu thì cũng sẵn sàng cho. Cho ta cào cấu không bạn? Dạ có chị. Wow. Tính em thì cũng không bạo lực, bởi vì em cũng có chứng kiến nhiều cái hoàn cảnh mà bạo lực gia đình và em cảm thấy rất là bất bình về cái chuyện đó. Nên em nghĩ là chính ngay từ bản thân mình cần phải làm tốt điều này đã. Nên là về cái vấn đề này bạn cứ yên tâm. Yên tâm ha. Mình giới thiệu một chút xíu về bản thân mình đi. Em chỉ được cái là em biết lắng nghe và quan tâm chia sẻ. Mà cái gì mà xấu là em nói thẳng là xấu. Em không có dối lòng mà khen đẹp được. Bạn bè cũng nhắc nhiều cho nên em cũng đang sửa. Không sao, chị nghĩ bình thường thôi. Mình cứ sống thật với bản thân mình là được. Em cũng hơi tệ chút xíu, không có giỏi nội trợ cho lắm. Dạ. Em thích con trai, em biết nấu ăn. Em biết nấu ăn không? Dạ em biết nấu nhưng mà nấu không có được ngon lắm chị. Dạ từ từ em ăn được. Thì em thấy ngon, còn cái người ăn thì hên xui vậy. Mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Thời sinh viên cũng có 2 mối tình, rồi sau này đi làm thì cũng có 1 mối tình. Mới bây giờ cái mối tình dài bao nhiêu lâu? Khoảng gần 2 năm anh. Lý do tại sao mình chia tay? Sau một thời gian quen thì em cảm thấy là bạn nữ đó chưa có phù hợp với mình một vài điểm. Ủa tại sao mình nghĩ cái điều đó đã xảy ra rồi mà mình phải nhìn thấy chứ? Tình yêu nó nhiều khi nó cũng phải trải qua một thời gian rồi mình mới nhận ra được. Dạ không chị. Đầu vô không thấy không hợp đi, mất thời gian. Hơi lãng phí tuổi thanh xuân của người ta. Ờ, độc ác. Độc ác, rồi. Rồi, phải một câu xanh rờn, độc ác. Em nghĩ là trong cái việc mà tình trường nó cũng giúp ích cho bạn nữ trưởng thành nhiều hơn. Em nghĩ là vẫn còn có cơ hội rất là nhiều. Quen 2 năm mà. Chứ đừng quen tao 10 năm nó không hợp. Bạn hãy nói cho bạn gái biết mình có những cái ưu khuyết điểm gì. Biết quan tâm người khác, kể cả công việc của mình hay là công việc của người khác. Em cũng luôn luôn nhiệt tình, ga lăng. Cũng hơi dễ gần á. Nên nhiều lúc đi về quê, cứ mỗi lần đi về quê mà không đi xe máy gì thôi, đi xe đò. Cứ mỗi lần đi xe đò là ngay là một cô ở đó. Anh vậy đó hả? Dạ. Tự nhiên cái mối tình xe đò của em nó giống như là định mệnh vậy đó, xác đắm vậy đó. Vậy là nhiều lắm à? Nhiều lắm luôn. Cứ mỗi lần đi xe đò là cô hả? Dạ cũng xác suất là cũng 3 lần thì một cô. 3 lần cô đó, giờ bạn đi cái 100 lần vậy đó hả? Chưa tới anh. Chắc người ta thấy mình dễ gần rồi người ta cũng bật đèn xanh cho mình luôn. Rồi bạn cũng dễ gần luôn. Nhiều lần nó xảy ra như vậy rồi em cũng sợ. Nên là dần dần cái em phải chuyển sang là đi phương tiện xe máy chứ không dám đi xe đò nữa.
Vụ này ngộ à. Vụ này lạ lắm nha. Bên đây hơi hoang mang rồi nè. Thôi, anh nghe cái vụ này cũng hơi hoang mang tí. Theo em ý kiến thì sao? Con trai đặc biệt là em không thích con trai lăng nhăng. Mà bạn này dễ yêu quá à. Gặp ai cũng yêu được thì... Gặp em vậy rồi gặp người khác nữa thì sao? Thấy, câu hỏi đứa chút em hỏi người kia nha. Dạ. Cái này cũng hơi căng á, tức là hơi rung động nhiều quá. Hoang mang. Vậy sao trên xe đò chưa gặp mối tình nào mà gọi là mình để mình tiến tới hôn nhân luôn hả? Về những cái mối tình của mình thì em vẫn nhớ nhất là cái mối tình đầu của mình á, là cái mối tình thời sinh viên á anh Quỳnh Linh. Dạ. Thì có kỷ niệm gì? Dạ, cái nụ hôn đầu đời ở cái mối tình đầu tiên nó đặc biệt. Sao? Tả thưa lâu quá tôi không nhớ nụ hôn đầu đời. Kể nghe coi sao. Dạ. Cái nụ hôn ai chào chị Cát Tường. Không sao, không sao. Dạ. Cái hôm đó vậy cái bạn em nói là không quen nữa để tập trung cho việc học. Em đi về nhưng mà đi ra tới cửa cái tự nhiên bạn nó lôi em lại để em vô trong tường luôn. Ôi là bạn nó hôn em hả? Rồi tới gì nữa? À, tự nhiên lúc đó em run anh. Rồi em có làm gì nữa không? Em lúc đó em đờ. Là lúc đó là hôn đầu tiên của em nụ hôn đầu tiên luôn á hả? Dạ đó. Vậy là nụ hôn đầu tiên bị ép buộc đúng không? Bị cưỡng hôn hả? À, gần như là vậy đó chị. Mà sao nữa? Nhưng mà cảm thấy nó đã. Giờ có thích hôn nữa không? Dễ sợ. Dạ, giờ vẫn thích hôn anh. Rồi chứ có nút gì hôn. Nhưng mà này nè, người bạn gái mà ví dụ như ta cưỡng hôn mình, người ta làm gì cưỡng thì ghê vậy? Mình có nghĩ là người ta dạng quá không? Có gì? Có sợ cái người bạn gái mà mạnh dạng quá không? Dạ, mạnh dạng quá em cũng sợ. Nhưng mà vẫn thích. Tức là nó thích nhưng sợ nhưng mà thích. Bây giờ tôi hỏi nè, trải qua cũng mấy mối tình rồi đúng không? Dạ. Bây giờ đã muốn tiến tới hôn nhân chưa? Dạ có vậy. Bây giờ ví dụ em tiến tới hôn nhân mà cái người bạn gái của em cũng trải qua nhiều mối tình, nhiều cái tình trường rồi thì em có ngại không? Dạ không. Em đã cho phép ở cái vé trước của em là như vậy rồi mà. Không, tại nhiều người ích kỷ đó, đàn ông vậy đó. Bạn gái của mình thì mình muốn sở hữu chiếm đoạt, muốn ở cho lâu rồi cuối cùng bỏ anh ta. Nhưng mà khi mình lấy vợ mình đòi người còn nguyên si ở đâu ra? Dạ không, em nghĩ có tình trường thì cái bạn đó mới trưởng thành được. Nhờ cái đó mới giữ được cái tình cảm bền lâu sau này được. Chắc ha. Dạ. Rồi, bao lâu nữa thì tiến tới hôn nhân được? Khoảng 3 năm nữa. Lâu quá vậy? Dạ. Tới đó nó không hợp. Tới 3 năm nó không hợp rồi sao trời? Thì 2 năm gì? Lát mở màn lên 1 năm. Có thể à? Có thể lắm á chị. Nhiều khi đè hôn cái là thôi cưới liền luôn. Tôi nghiên cứu cái vụ này tôi tư vấn cho cô bên này mới được. Sợ mà thích. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ 2. 2. Mối tình gần đây nhất là bao lâu rồi? Dạ cách đây cũng lâu rồi chị, 4 năm rồi. Mà tại sao 4 năm không có ai? Hình như em ở một mình lâu quá cái em thành ra em thích một mình luôn. Em thoải mái khi được ở một mình hơn. Vậy tại sao hôm nay mình đến với chương trình? Em cũng sợ mình để lâu quá như vậy thì càng ngày em càng muốn một mình hơn thì em cũng phải kiếm bạn trai. Bao lâu thì mình nghĩ tới chuyện hôn nhân? Dạ chứ khoảng 1-2 năm nữa. 3 năm lâu quá đúng không? Dạ. Cũng được, nhưng mà 1 năm bắt đầu gia đình hai bên phải gặp mặt nhau rồi bắt đầu tìm hiểu rồi mình lên kế hoạch đám cưới. Em đi có ai đi theo ủng hộ em không? Dạ có ạ, có bạn bè của em. Mình thêm ý kiến của vài người bạn nữa coi sao. Em thấy thì bạn trai này cũng ngoại hình dễ thương, vui vẻ. Nhưng mà về cái tính cách dễ yêu này kia chị thì em thấy... nói chung là sửa đổi xíu đi. Chứ em gái mình là nó không thích vậy đâu ha. Chị là làm chung với Lý hả? Ừ, đúng rồi. Nhờ chị nói đỡ cho mày. Nhưng mà em phải thay đổi thì mới nói đỡ được. Đó là em nói là lúc đó em chưa có quen ai. Hả? Nên là em sẽ sẵn sàng mở cơ hội và mọi người cũng mở cơ hội cho em. Nhưng mà đến khi mà em quen một người thì em chỉ có yêu thương và chăm sóc bạn đó thôi. Chứ không có... Vậy là mai mốt vợ em không cho em đi xe đò. Thì đi xe máy à? Bạn Nam có đi với người nhà nào không? Dạ có, em đi với em gái. Dạ em chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường. Rồi chào em. Em thấy anh hai em nói có những cái mà anh hai tốt, nhưng mà anh hai nói thành những cái mà người khác không hiểu mà cứ nghĩ đó là cái khuyết điểm của anh hai em. Ví dụ? Ví dụ như là anh hai mở lòng đó là những cái lúc mà anh hai chưa có người yêu. Còn khi có người yêu rồi thì anh hai rất là chung tình. Cái thứ hai nữa là anh hai rất là thương em gái, thương gia đình. Rồi... Không, cái này là em chắc chắn luôn chị. Dạ, tại vì cái chị mà yêu anh hai em gần đây nhất thì em cũng rất là thân với chị đó. Không biết thì chị thấy sao, nhưng mà đối với em, anh hai em là một cái người mà em y như là thần tượng và muốn hướng tới cái một người chồng tương lai sau này của em. Cô em gái hy vọng rằng những cái lời phát biểu của cô em gái sẽ phần nào cứu cánh cho một mớ. Cứu cánh được cho cái mối lương duyên này. Cảm ơn lên.
Chào em. Ở số bao nhiêu Cộng Hòa ta? Dạ 43 Cộng Hòa. À, anh là 19A Cộng Hòa này. À, nên chắc cũng gần. Quan niệm của Lý về tình yêu như thế nào ha? Dạ em thích một mạc chân thành nhưng phải chung thủy. Em cũng không dám phán xét gì anh hết, tại vì mới tiếp xúc thôi, mình chưa có hiểu hết. Nhưng mà em mong là mình đừng có dễ siêu lòng vậy nữa, nếu không là tội nghiệp bạn nữ của anh lắm á. À, đôi khi cái cảm xúc á nó đang ở cao trào nên mình chia sẻ luôn, chứ mà thực sự con người anh thì nó cũng rất là điềm tĩnh, điềm đạm. Em rất là ngang tàn cho nên là phải có sức chịu đựng bền bỉ và dẻo dai. Anh nghĩ là làm được. Anh có chắc không? Em tìm đúng người rồi đó. Một cô gái rất là xinh xắn nha, rất cá tính. Em còn những cái ưu điểm gì em có thể đem ra thuyết phục bạn gái đi, chứ không là không bấm nút á. Bản thân anh là một con người làm việc có kế hoạch. Yeah. À, và anh quan niệm rằng á, là một người con trai á, thì đảm bảo cho người phụ nữ của mình có một cuộc sống nó bình yên, có một cái chỗ dựa vững chắc về sau này. Dạ đúng rồi. Thì anh nghĩ là nếu như mà em cho anh một cơ hội, thì khi mà ở gần nhau, quen biết nhau, thì lúc đó với cái sự cảm nhận về nhau nó mới sâu sắc được, nó mới chính xác được. Chứ mà 20 phút hoặc một khoảng thời gian ngắn thì anh nghĩ đôi khi cái sự suy nghĩ về nhau nó cũng chưa phải là chính xác 100%. Dạ. Rồi. Chúng ta sẽ suy nghĩ thật kỹ các bạn nha. Bấm hay không bấm là quyền của các bạn. 3 2 1. Hết thời gian. Bạn trai có hồi hộp không? Em vẫn còn chút phân vân cái vụ hồi nãy đó, phải không? Cái vụ mà không, bạn trai nói có khi nói hơi lố chút. Đúng xíu. Đúng rồi, trên kệ chưa biết cách, chưa biết cách trình bày nữa. Ừ, một người cái mặt rất là phúc hậu thế này mà không lẽ nắm tay nhau một cái đi. Dễ thương mà, cặp đôi này rất dễ thương. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ gặp các bạn ở trong một trang phục khác đẹp hơn. Chúc các bạn sẽ có những giây phút hay hay là như thế nào. Làm dâu ở đây thì cuộc sống hiện đại rồi chị, nên là thì bố mẹ thì đôi bên thì mình cũng phải báo hiếu. Sau này mình cưới nhau về thì mình thay phiên mình chăm lo bên nội bên ngoại thì mình báo hiếu là được rồi, không cần gì là làm dâu. Cái mẫu người lý tưởng của em có đặt cái hình mẫu như thế nào không? Dạ. Chiều cao, gương mặt, cân nặng, tóc tai. Dạ, hình mẫu của em thì em đã nói là không có người lý tưởng, nhưng mà miễn sao là em nhìn được là được. Trời, được cái... ở đây là có nghĩa là anh phải có cái tiêu chí gì chứ, được biết một mét 50 đến 1m60. Rồi cân nặng thì bình thường á. Rồi dạ. Mặt còn... mày tóc tai, mày tóc tai thì bình thường á, không có xăm hình. Cái gì? Không có xăm hình. À, không có xăm hình. Dạ. Xăm dạ, chi bự dữ vậy trời. Thiệt tình luôn á. Giấu bớt vô đi. Lòi ra qua, vậy người ta thấy dạ. Rồi sao? Qua thăm đàn gái coi sao. Như trước khi qua hỏi em này. Dạ. Cái nghề của em là nhân viên văn phòng đúng không? Dạ. Vậy thì mình có thể chuyển đâu cũng được đúng không? Dạ. Nếu như cô gái kia mà hợp với mình dạ. Mình chuyển ra làm văn phòng ngoài Bà Rịa chúng ta cũng được. Ok. Ok luôn dạ. Đúng không? Dạ. Được. Chào em gái. Dễ thương quá. Phải nói là khi mà anh nghe em làm cái công việc đó đó, thật sự là anh rất là trân trọng người như thế. Công việc đó là nó rất là nặng nhọc luôn á. Nhưng mà tại sao anh lại chọn cái công việc như thế? Dạ thì trước đây khi mà chưa vào môi trường làm việc thì em cũng thỉnh thoảng có đi như là ví dụ các dịp trung thu rằm hay đi các tổ chức là đến phát quà cho các em, và em cảm thấy là các em trong đó hoàn cảnh rất là đáng thương. Giống như là mình ví dụ là mình có thể giúp đỡ được các em phần nào thì mình sẽ giúp hết sức. Hay dạ. Quá. Cảm ơn em có tấm lòng như thế. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ thuộc về ai. Phải nói là hôm nay nếu mà hai bạn đồng ý với nhau thì anh nghĩ rằng là anh bên đây cũng có phước lắm mới gặp em á. Mọi người rất là chăm chỉ, như anh bên đây cũng rất là hiền, rất là dễ thương. Vấn đề hai người chăm chỉ thì sẽ thành công trong tất cả mọi công việc ha. Rồi anh thấy ưng bụng lên bên đàn gái lắm rồi em trai. Ưng rồi ha. Rồi thấy được rồi đó. Không biết
hai họ góp ý sao thôi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với lại một tập đoàn luôn anh. Một tập đoàn luôn, Vũng Tàu luôn hả em? Dạ không, Vũng Tàu là chỉ có anh trai với lại chị dâu em. Còn ở đây là các dì với em họ em. Bạn thân em cũng từ Vũng Tàu lên. Dạ rồi. Thôi chị gặp, giờ em muốn nói chuyện mai chắc Vũng Tàu đi nguyên xe lên quá ha. Dạ chắc cho dì em ạ. Dì em, dạ mời dì. Dạ xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh ạ. Dạ xin chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Chào bạn trai ở trên đó. Mình là dì của Quyên, hôm nay đến đây để được tham dự chương trình và xin thay mặt cho gia đình để nói lên cái ý kiến của gia đình. Trước hết thì mình xin cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện giúp đỡ cho cháu và gia đình được lên đây gặp gỡ và giao lưu với tất cả mọi người. Và về cháu Quyên, nhà tôi thì nói chung là tính tình thì rất là siêng năng, sạch sẽ và vui vẻ, hòa đồng. Cũng thích nấu ăn nhưng mà cũng nêm nếm thì cũng hơi là tạm một chút, thì cái phần đấy thì chắc là về cháu cũng khắc phục tốt. Cháu cũng biết quan tâm chia sẻ mọi người, và chỉ tội cái là cháu hơi nhút nhát, có thể là cháu nhút nhát cho nên là về cái phần cháu cũng mất cơ hội, lỡ cơ hội nhiều trong cái ví dụ như cuộc sống hoặc là trong cái cơ hội tình cảm. Còn về bạn trai ở bên đây thì nãy giờ ngồi dưới đây gì cũng thấy bạn trai bên này là cũng đứng đắn, chững chạc, cũng điềm đạm. Thì còn như thế nào nữa thì mình có thể là tìm hiểu thêm. Mong hai bạn là cho nhau một cơ hội để hẹn hò và tìm hiểu thêm về nhau. Hy vọng là cái cuộc hẹn hò này sẽ có một kết quả tốt đẹp. Và hai bạn sẽ là, mỗi bạn sẽ là một nửa của nhau. Xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn gì. Anh trai đi với ai? Dạ, em đi với bạn thân của em. Bạn thân? Dạ, với mấy người bạn. Dạ, bạn thân của em tên Trường. Thân ai nấy lo là thân? Dạ, thân ai nấy lo cũng một phần, nhưng mà thân đây là chiếc cốt. Rồi, chào em trai. Dạ. Rồi, chào em trai. Dạ, chào chương trình. Em chào chị, anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào bạn nữ ở bên kia cái tấm này so với bạn Nhạc. Em là Trường, em là bạn thân chí cốt của Nhạc từ hồi cấp 2 đến giờ. Từ khi mà còn ở ngoài quê Bình Định đến khi vào Sài Gòn. Thì nói chung là em với đó cũng ở gần với nhau. Do dù là ở trọ thì nó cũng ở gần với nhau. Thì nói về Nhạc thì em chơi với đó là khoảng mười mấy năm rồi. Thì cái gì thì hai thằng cũng chia sẻ với nhau và cái gì thì cũng học tập qua lại được. Nhưng có một cái điểm nó không học tập được, đó là em có gia đình, có vợ, sinh con thì nó thì riêng cái đó thì nó không học được của em. Chính vậy cho nên hôm nay nó mới nhờ anh Quyền Linh với chị Cát Tường là hy vọng rằng là chương trình sẽ tác hợp cho chỗ Nhạc đó có được một gia đình hạnh phúc. Nãy giờ em ngồi dưới em thấy cái cô kia đúng với ý của Hòa Nhạc không? Dạ theo em á, cô này em Ngọc Quyên ở bên này thì chuẩn với so với cái chuẩn của anh Nhạc 10 phân là vẹn 9,5 phân, còn nửa phân này nhờ anh Nhạc dũa nữa là nó vừa thôi, chứ em nghĩ không có gì. Thì về chỗ anh Nhạc thì cũng muốn nhắn nhủ với bạn gái này, thì ảnh thì chỗ Nhạc này nó rất là hiền, nó cực kỳ hiền và siêu nhút nhát, chỉ có được cái là làm siêng hát thì cũng trung bình khá. Thì có gì nếu như mà sau này có hẹn hò được thì cũng mong Ngọc Quyên bên này thì có gì chắc nhường nhịn nó một xíu, chứ nó hiền quá người ta ăn hiếp nó tội nghiệp. Giả sử sau này có về Vũng Tàu ở đi thì cũng xa Bình Định, ăn hiếp nó không biết báo víu vào ai, rồi nó lại báo víu vào thằng Trường trên Sài Gòn xuống thì cũng hơi kẹt, nó cũng cực. Hy vọng là bạn nữ đừng ăn hiếp nhiều. Dạ em hiền lắm, yên tâm. Cảm ơn Trường nhiều. Được ha, bạn trai em, bạn trai em nói rất là nhiều, còn em thì nói. Dạ. Rồi bây giờ hai bạn sẽ gặp gỡ nhau nha. Mở rào. Rồi. Bắt đầu đi Nhạc. Dạ, em chào anh ạ. Đầu tiên không có gì, tại em bó hoa làm kỷ niệm. Dạ, cảm ơn ạ. Hy vọng là bó hoa này thì em sẽ tinh tươi, xinh tươi, nhưng mà như bó hoa này. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà nhỏ tặng anh ạ.
Dạ, em tặng anh chậu sen đá với ý nghĩa là sẽ mang lại may mắn trong cuộc sống cho anh, cũng như là sẽ có một tình yêu lâu dài bền vững. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Rồi, hồi nãy bạn nữ nói là có món quà đặc biệt gì muốn tặng cho bạn nam đó, mọi người đó. Em tặng luôn đi. Dạ, em thì theo tính chất công việc của em là trong giao tiếp với lại các bé khiếm thính, thì các bé không nghe và nói được thì mình sẽ ra ký hiệu ngôn ngữ bằng tay. Vậy thì hôm nay em sẽ cũng muốn giấu một đoạn trong bài Giấu Mưa của ca sĩ Trung Quốc Idol. Dạ, em có chuẩn bị nhạc không? Chương trình có chuẩn bị cho em chưa? Dạ, nếu mà không có thì chắc em xin... Có. Music. Cái này hay á, khi nào mà hai đứa giận nhau cái đứng ra hiệu vậy là hết giận à. Rồi, rất là dễ thương, rất đặc biệt ha. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay với các bạn. Dạ, nãy giờ là sau khi mà em với anh giao lưu nãy giờ thì anh có cảm nhận gì về em không ạ? Anh thì thấy em cũng hiền, thật lòng. Còn thì công việc của em như vậy thì công việc của em chắc là không vất vả gì là sức lực, nhưng mà chắc là vất vả về cái tinh thần lắm em. Dạ, thì lúc đầu khi mà đi làm thì em cũng rất là nhiều áp lực, nhưng mà sau đó thì dần dần cũng quen với lại các bé, cũng rất là dễ thương, rất là tình cảm anh. Dạ, khi nào mình có cái áp lực cái công việc như vậy là mình có khi nào mình tỏ ra mình nóng tính rồi mình giận dữ gì đối với các em? Dạ, cảm xúc con người mà anh nhiều khi cũng có, nhưng mà xong rồi mình cũng nghĩ lại là không phải là do các em muốn vậy, mà do là sinh ra đã như vậy, cũng chẳng ai muốn lựa chọn số phận cho mình. Còn nói chung là những lúc đó thì mình cũng thấy là mình đúng sai và cũng có dỗ dành các em. Khi đó là chắc em sẽ hít thở thật sâu và... Dạ, nhưng mà tập mình sẽ tập thói quen là kiềm chế cảm xúc lại sau những cơn giận. Dạ. Thì anh có hiện tại là anh làm ở đây ạ? Vậy anh có hay đi xuống Vũng Tàu chơi không ạ? Anh xuống Vũng Tàu chơi thì đi với, ví dụ như công ty có đi du lịch thì anh đi, chứ còn thực tế là anh không xách xe đi Vũng Tàu một mình, và cũng không có ai đi hết. Đi là đi theo công ty thôi. Dạ, thì nếu mà có dịp anh xuống Vũng Tàu chơi thì em có thể làm hướng dẫn viên cho anh. Có nhiều địa điểm rất là hay ạ. Em Vũng Tàu anh ở... Nào? Dạ, em ở Bà Rịa, cách Vũng Tàu khoảng 20 cây. Dạ. Anh có muốn hỏi gì về em không? Thì anh muốn hỏi gì, không hỏi gì hết. Anh chỉ muốn về cái công việc của em thôi. Tại vì cái ở cuộc sống hiện đại là cái công việc nó rất là quan trọng. Mình kiếm thêm thu nhập, rồi cái đó là mình làm bốn sống để sống ở sau này nữa. Nên là cái công việc nó vất vả, thì đòi hỏi con người nó phải cần cù siêng năng. Thì anh thấy em cũng mẫu con người anh cần tìm. Dạ,
Theo anh thì ví dụ quan điểm trong tình cảm của anh là như thế nào ạ? Quan điểm trong tình cảm của anh thì dễ lắm. Anh chỉ muốn người biết lo cho cuộc sống gia đình và chung thủy. Còn riêng anh thì cũng không có mẫu người lý tưởng là hoa hậu hoa khôi này kia. Anh cũng nhắc lại là mẫu người lý tưởng của anh là cần cầu siêng năng là đặt trên hàng đầu. Yeah. Wow. Yeah, anh yên tâm thủy. Em là chung thủy chứ sao như mẫu. Thì em cảm nhận về anh, cuộc nói chuyện của anh như thế nào? Dạ, em thấy anh là một người hiền lành, chín chắn chững chạc, chắc là một người mẫu người của gia đình ạ. Dạ, cũng giống như mẫu người em đang tìm kiếm. Thì anh thì thật với em thì cái tiếp xúc bị bề ngoài thì nó vậy, nhưng mà bên trong thì anh sống cũng rất là nội tâm á. Nội tâm, ví dụ như mình suy nghĩ về cái chuyện gì đó là mình hay, ví dụ như là lên chương trình này thì mình phải lo lắng suy nghĩ rồi vậy, cái kiểu vậy đó. Một cái vấn đề gì, một cái công việc gì sắp xảy ra thì mình lo lắng. Dạ. Nhưng mà nếu hẹn hò thì em hẹn hò với cô gái như thế nào? Nếu được hẹn hò với em thì anh hẹn hò thứ bảy chủ nhật, tại vì thứ bảy chủ nhật thì anh rảnh. Còn nếu như mà được dịp mà lễ đồ thì nó rơi vào ngày lễ thì cũng hẹn hò được. Dạ. Thì em ở dưới đó thì em rảnh thời gian nào? Dạ, em thường đi làm từ thứ hai đến thứ sáu, em cũng được nghỉ vào thứ bảy chủ nhật ạ. Dạ, anh cũng được nghỉ vào thứ bảy chủ nhật không anh? Bảy chủ nhật. Dạ, vậy thì ví dụ như là anh có ý định làm mấy hôm mai mốt mà nếu mà chúng ta có thể đến được với nhau thì anh có ý định là làm việc ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu hay đâu ạ? Hay vẫn ở đây ạ? Nếu về dưới Vũng Tàu làm việc thì anh mới có một cái công việc nó phù hợp với anh. Cái đã, chứ không ai nói xuống Bà Rịa Vũng Tàu là xách bô lô đây xuống Vũng Tàu tìm việc cũng chưa chắc ha. Còn công việc của em thì ở dưới Vũng Tàu là nó cái đó là quá ok rồi, quá bền vững rồi. Thì mình cứ công việc của mình là mình chọn là mình ok, không thể nào mà mình dừng bước ở chỗ Vũng Tàu, bỏ các em nhỏ vậy mình đi tìm chỗ khác. Anh cũng hiểu được điều đó mà. Không có ý định là đi đâu, em cũng muốn gắn bó với công việc hiện tại của em lâu dài ạ. Dạ. Cái công việc của em trai làm văn phòng mà làm bởi gì em? Em thì nhân viên phòng thì đánh máy văn bản, đi ngân hàng, mấy cái chứng từ ngân hàng rồi. Cái này cũng dễ xin việc làm lắm. Bà Rịa cũng đang phát triển dữ lắm em ha. Toàn bộ trung tâm của hành chính thành phố Vũng Tàu là dời về Bà Rịa hết rồi. Ha. Tới cái chỗ phong điền phong gì đất đai cũng còn rẻ lắm. Rất là nhiều luôn á. Ra là có thể là tạo điều kiện mình lập nghiệp ở đó cũng rất là tốt. Bây giờ chợ búa đó cũng đẹp lắm rồi ha, ta đi du lịch ngang chỗ đó nhiều lắm, kẹt lắm, mình mở cái tiệm là mua bán gì đó đó cũng được. Anh thấy nghề em cũng hợp, cũng dễ thích nghi với đó nữa. Thôi bây giờ xem như có thể mình thay đổi nghề phải ha. Bây giờ các bạn nói chuyện nhau cũng đã nhiều rồi, chúng ta hãy cảm giác một lần nữa coi con tim mình có rung động hay không. Hai bạn tiến đến nắm tay với nhau, nhìn vào mắt nhau khoảng 30 giây. Và sau đó chúng ta sẽ quyết định xem hai trái tim có cùng chung nhịp đập hay không. Nào, nắm tay thật chặt nào, nhìn về nhau để xem mắt có trong mắt hay không. 30 giây. Em có tin là em nói không? Tay em hơi lạnh. Hơi lạnh. Anh nói gì? Thì anh đã nói hết những gì anh nói. Ủa nói chuyện riêng họ nói chuyện riêng chúng tôi không nghe được. Mình nói chuyện riêng để cho anh Quỳnh Linh chị Cát Tường không nó có nghe được. Vậy là có chuyện riêng rồi đó. Được rồi, về vị trí đi hai bạn. Không biết nói cái gì, lắng nghe mà cũng không nghe được. Anh rất thích chỉ có 30 giây nói chuyện riêng đó thôi, anh đã hiểu được hai bạn rồi đó. Đây.
Rồi, bây giờ mình để tay vào nút bấm đi các bạn. Đâu dưới đất vậy? Phía trên. Đúng rồi. Ở đâu vậy anh Quyền Linh? Tự kiếm đi. Ở trên. Ở trên. Vô Bà Rịa đó. Rồi. Nào. Hơi khó vậy đó, bấm được mới hay. Suy nghĩ thật kỹ nha. Chúng ta sẽ quyết định nha. Quyền quyết định là của các bạn. Đúng không rồi. Ai có thể thay đổi được cái quyết định của các bạn. Nếu thật sự ta rung động thì ta bấm, mà không rung động là không bấm, không làm mất duyên của nhau nha. Suy nghĩ thật kỹ. 1 2 Bấm đi. 3 Bấm. Hết thời gian. Trời ơi. Ở dưới reo hò rất là dữ dội, chứng tỏ là hai bạn rất là xứng đôi nha. Cố gắng, đây là một cô gái rất là đáng quý, em phải cố gắng trân trọng. Cái khoảng cách nó không đáng gì đâu, mình yêu nhau là mình tới được hết. Cái mình thanh niên mà, ở đâu mình cũng sống được cả, mình có ý chí. Nãy em nói là em thích cái sự cần cù siêng năng, đúng không? Chỉ cần em cũng cần cù siêng năng, ở đâu em cũng sống được. Bên cạnh nó có tình yêu nữa thì mình sẽ càng vững bước hơn nha. Đằng sau sự thành công của một người đàn ông là bóng dáng một người phụ nữ cũng rất là cần cù. Rất là siêng năng. Đằng sau của người phụ nữ thành công thì bên cạnh cũng người đàn ông, vóc dáng cũng có người đàn ông. Đúng rồi. Rồi, hôm nay á, là bạn gặp cô gái rất là dễ thương đó nha. Cảm giác bây giờ sao bạn trai? Cảm giác của em thế nào? Thì cảm giác của em thì hồi hộp. Thấy bạn gái là đầy cảm xúc luôn đó. Dạ tại em lạnh lắm á. Lạnh đó. Thôi hôn nhau cái đi. Hôn nhau Vũng Tàu đang đợi kìa. Vỗ tay lớn lên các bạn. Rồi nụ hôn đầu tiên kỷ niệm ngày chúng ta quen nhau. Dạ hồi nãy em nói em đi với ba mẹ hả? Dạ em đi với lại dì. Dì có gì đó. Xin dì đi, xin phép dì vậy bác. Xin dì và bà con của Duyên. Quyên á. Quyên. Tiếng Quyên ăn trái nhãn lòng, ly thi quen chậu, vợ chồng quen xin cái gì? Cũng như là xin ba má Quyên cho hôn em nụ hôn. Rồi. Nhớ về thăm Quyên nha, thăm mấy cháu nhỏ nữa. Rồi, đây là những chiếc vé xem phim của Cụm Rạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Quà tặng đặc biệt dành cho hai bạn là một suất chụp hình cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ.